và có lời xin hoan nghênh và welcome quý vị đến buổi thuyết pháp của Minh Sư Thanh Hải bữa nay. Và có lời cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ ra đến để nghe buổi thuyết pháp của Sư Phụ. Và để mở đầu chương trình là phần cúng dường giờ dân hoa của cho Sư Phụ. Xin mời quý vị trong ban cúng dường dân hoa Sư Phụ. Áo đẹp quá hả? Cảm ơn. Để có ăn được không? Cúng dường. Sư phụ cúng dường. Lấy nó nhiều nhiều chút. Nhiều này cho em chỉ. Và sau đây, kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Sư phụ của chúng tôi, Minh Sư Thanh Hải. Good morning. Kính thưa quý vị, bây giờ xưng sư phụ hay xưng tôi? Sư phụ hả? Xưng tôi có kỳ quá. Chưa bao giờ sư phụ xưng tôi với ai hết. Mặc dù xưa đi tu cũng chưa không có xưng tôi. Nếu không xưng em, xưng cháu, xưng con hoặc là xưng chị. Chứ ít có khi xưng tôi, tôi cũng là kỳ. Nhưng mà xưng tôi nó cũng vui, nó có vẻ dễ thương, thân mật. Tại không quen thôi, trong nhà không có xưng tôi thì không quen. Thôi xin phép cho xưng đỡ sư phụ ha. Xưng đỡ thôi chứ không phải muốn làm sư phụ của quý ngài. Làm sư phụ quý ngài khó lắm. Ai cũng biết, Đức Phật còn lắc đầu không chứ. Uống gì ông đại bà Thanh Hải ăn nhầm vậy. Hôm qua sư phụ ở bên Colorado, ở Boulder, một thành phố nhỏ, nhìn thấy giống như một cái làng á, rất ấm cúng, thân mật, đẹp tuyệt đẹp, núi thì là cao. Hình như 8,000 feet, giống như Hy Mã Lạp Sơn nha. Cây thì thật là xanh, những cây tùng, cây bách nó xanh, mặc dù mùa đông nó cũng xanh, tuyết trắng nhưng mà cây xanh rất là đẹp. Cái làng nhỏ nhỏ nghe nói hình như có 18,000 người, cái thành phố 18,000 người. Is it correct? 18,000 people? Yeah, thank you very much. Yeah, có chừng 18,000 người thôi. Mà họ đến họ nghe pháp cỡ chừng gần 300 người. Mà rất là thời gian mà học trò họ chuẩn bị đó rất là ngắn ngủi, cứ hai tuần thôi. Mà hai vị này họ mời sư phụ lần đầu tiên, nhưng mà còn sư phụ được mời tới đó là gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà người khác mời, một người thì người Do Thái mời. Israel phải Do Thái không? Một người thì Do Thái, người khác là người Mỹ, nhưng mà sư phụ không có đi. Cái kỳ này có 2 người Mỹ khác mời. Họ sư phụ sẵn dịp đi thăm các tiểu bang, những đồng bào tị nạn các tiểu bang đó. Thôi đi ngang qua tụi mình ghé vô. Năng thì nói sư phụ ghé vô một chút. Không ngờ ghé vô một chút mà họ làm cũng long trọng. Người Mỹ không? Người Việt Nam có trên dưới có 15 người. Toàn là người Mỹ.
Mà khi nghe pháp xong thì 70 mấy người truyền tâm ấn, thọ tâm ấn. 300 người đi coi mà đi nghe mà 70 mấy người truyền thọ tâm ấn. Mà không có hỏi những cái câu gì mà kêu bằng người Việt Nam kêu bằng cái gì à? Nói sẽ mất lòng à? Hỏi những câu gì à? Kêu bằng lăng nhăng hả? Không phải đâu, hỏi gì? Hả? Anh nói đi. Thấp quá hả? Hát búa hả? Hát búa thì còn đỡ. Hóc búa mà đúng thì còn đỡ chứ à. Chổi trong họng hả? Chổi trong họng là sao? Kêu tụi đứng hả? Chắc cũng cỡ đó, đại khái nó như vậy đó à. Việt Nam mình có nhiều danh từ rất là đúng đắn để miêu tả những sự vật mà ở thế giới khác không có. Ở nước khác không có. Thì họ hỏi câu toàn là tu hành không à? Thí dụ họ hỏi tu thiền những môn pháp khác đó, mà sao bây giờ tôi chán quá, tôi không muốn tu nữa, giùm sao? Đại khái họ hỏi, thí dụ họ chán tu thiền họ cũng hỏi vậy. Chứ họ không có hỏi kiểu như mà tại sao cô bận áo vàng, không bận áo trắng. Tại sao đội mũ này không đội mũ kia à, tại sao bận áo rộng không bận áo chật, tại sao đi tắm không bận nguyên áo gì thầy nhảy vô. Đi tắm mà sao dám cởi cái áo này vậy? Đại cái nó vậy đó. Những người đó thì thôi hết thuốc chữa phải không? À, hay là còn thuốc chữa? Hết hả? Nó tại quý vị nói chứ không phải sư phụ nói nha. Thành ra hôm qua sư phụ cũng vui lắm. Từ ở cái lúc mà nói pháp cười tới lên tới phi cờ luôn. Cười quá, bữa nay mệt, xỉu, sắp xỉu. Tại họ nói, họ hỏi câu gì nhiều khi cũng thấy buồn cười, vui lắm. Mà sư phụ trả lời câu gì họ cũng cười bể rạp. Thành ra có vẻ rất là thông cảm với nhau. À, những người nào mà đẳng cấp hơi giống nhau, lý tưởng hơi giống nhau, thì nói một câu hiểu liền. Mới nói hai ba câu cái là đã thấy làm như tri kỷ mấy mươi đời rồi ha. Còn người nào mà kêu bằng không có duyên phận với nhau thì nói lâu lắm. Mình kêu Việt Nam mình nói như cái gì, vịt nghe sấm hay là phải không? Nước sống sâu đồ vịt vậy đó. Thì tại sao có những sự khác biệt như thế này? Việt Nam mình theo đạo Phật á thì tin là có nhân quả. Những người nào mà nói hiểu liền á thì ta nói rằng nó có huệ căn á, tu hành hồi trước kiếp trước có tu rồi à. Nói thì nói vậy nhưng mà thật ra mình không hiểu kiếp trước tu là sao. Đã ít có người nào thấy được kiếp trước, chỉ trừ khi nào mình tu hành những cái pháp gì theo pháp mật tông, chẳng hạn như pháp những người Tây Tạng, họ có chỉ cách cho mình biết cái đời trước của mình. Nhưng mà phải tu lâu lắm mới biết, yếu mới nhào vô biết liền. Chưa? Bây giờ những các nước trên thế giới nó cũng có một cái môn học kêu là parapsychology. Hả? Đi tiếng Việt nó vậy thì chắc là siêu tâm lý á. Siêu tâm lý học phải không? Cái môn này á, nó cống hiến cho người ta một cái cách có thể hiểu được đời quá khứ của mình. Nhưng mà kỳ quá, bữa hôm trước sư phụ đi vô trong United Nations, tiếng Việt Nam kêu cái gì hả? Liên Hợp Quốc hả? À, trụ sở Liên Hợp Quốc, vô đó giảng pháp. Đại hội mời mà. Rồi có một cái bà đó, cái vị mà mời sư phụ đó, bà là thuộc về parapsychology, tức là siêu tâm lý học đó, tu theo pháp đó. Mà sư phụ hỏi, bà có biết quá khứ không? Bà nói, không biết. Đâu có phải người nào cũng tu theo mà biết quá khứ. Nhưng mà sư phụ khi ở Á Căng Đình gặp một vị giáo sư ở đại học, ở trường gì mà ở bên cái thủ đô đó, sư phụ quên mất rồi, ít có nhớ cái tiếng này. Ông là thuộc nghiên cứu về parapsychology ạ.
và siêu tâm đi học. Và ông nghiên cứu lâu rồi, ông còn dạy về môn đó nữa. Quên rồi, không biết họ dạy trong trường đại học hay là dạy riêng ở ngoài, sư phụ quên hỏi. Mới có dạy môn đó. Mà ông cũng cứ hỏi sư phụ hoài, làm sao để biết quá khứ của mình. Tại đó sư phụ nghĩ rằng, dù rằng có những phương pháp tu để mình biết quá khứ, nhưng mà không phải ai cũng tu có được biết liền đâu. Hoặc là nếu không gặp trúng ông thầy giỏi đó, mình tu cũng lâu lắm ạ. Mà tu chỉ biết quá khứ không á, mà đã lâu như vậy, huống chi biết hết tất cả càng khôn. Như thường thường người Việt Nam mình thường nói rằng, ông đó chắc ông tu nhiều kiếp lắm rồi, phải không? Tu nhiều kiếp lắm, kiếp trước cũng tu dữ lắm á. Đại khái có uệ căn á, tức là người đã tu lâu rồi, có sự sáng suốt. Thì nói ai cũng nói vậy hết á, nhưng mà nghe nói người nào nói tu thành đạo rồi, cái nó làm gì có. Làm gì có tu thành đạo, làm gì mới tu rồi thành liền vậy. Sao biết người ta mới tu? Nhiều khi người ta tu lâu rồi, chứ không phải người Việt Nam mình thường nói chắc tu nhiều kiếp không. Nhiều khi còn nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời nữa. Nói thì nói cho nghe, chơi cho vui vậy, chứ còn không tin. Cũng như những người khi chết ấy, Việt Nam hoặc là Tàu hay là những người Á Đông cũng vậy. Tin thì nói là tôi tin Phật giáo, hoặc là Thiên Chúa giáo. Thường thường thì Thiên Chúa giáo thì chắc ít có là, nhưng mà Phật giáo, tin theo Phật giáo hoặc là Đạo giáo thì đông lắm. Rồi nói rằng tin theo đạo của tôi thế nào cũng được giải thoát. Thấy chưa? Thí dụ mình vô mình quy y ông thầy nào đó, cái đó ông thầy ông nói liền: đệ tử quy y Phật rồi không đọa địa ngục nhá, quy y Pháp rồi không đọa ác thú, không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh nè, tức là không có xuống địa ngục nè, không có làm quỷ ma đói nè, không có làm súc vật nè, quy y không á, quỳ xuống lạy không, đưa cái bao đỏ đỏ đó là khỏi liền tam đồ khổ đó. Đại khái nó là như vậy. Người ta nói vậy đó mà. Sư phụ không có nói là đúng hay không nha. Sư phụ chỉ nói là nó như vậy thôi đó nha. Chứ đừng nói vậy nha. Rồi. Vậy đó, nhưng mà cái khi chết đó nha, rồi cũng đốt đủ thứ vàng bạc thì đâu, nhà lầu xe hơi rồi đốt theo. Tại sao? Đừng hối lộ. Hối lộ Diêm Vương ở dưới á. Rồi còn cúng gạo, cúng rồi còn cái lúc mà chết còn phải đọc kinh, đọc sớ đủ thứ hết. Rồi cái lúc mà ở bên Tàu có cái tục cúng, khi cúng đồ cho người chết ăn á, thì phải đốt pháo rồi tùm lum ở ngoài, đừng đuổi ma khác đi, không cho nó ăn, cho ma của mình ăn thôi. Ít kỹ thứ mất vậy, ma mà cũng không cho ăn luôn á. Rồi đốt giấy tiền vàng bạc rồi nhiều lắm. Giấy tiền vàng bạc là ma xài chứ đâu phải mấy người giải thoát mà xài đâu. Có nghĩa là gì quý vị biết không? Một bên thì nói rằng Phật sẽ giải thoát, tin theo Phật quy đạo lão gì đó thì sẽ giải thoát. Mà một bên thì biết rằng không có giải thoát. Thành ra mới cúng vàng bạc. Mới kêu thầy rồi tới rầm ben, rồi đốt pháo rồi đuổi ma nó đi. Chứ nếu mà giải thoát rồi, người ta đâu có ngồi đó, người ta ăn đồ của mình nữa đâu, cúng cho mất công. Chết rồi là đi liền, cái rụp lên thiên đàng liền, hoặc là lên cõi Phật liền. Còn nếu còn cúng là còn biết chưa giải thoát. Thứ nhất, thứ hai còn cúng giấy tiền vàng bạc nữa là tròn cho ma xài không à. Là biết thế nào cũng đi xuống suối vàng. Thành ra nói gì đặng cho biết cái lòng tin của những người mình đó, nó mềm như cọng bún á. Đụng vô nước rồi nó không có cái còn cái hình dáng gì nữa hết, mềm xìu. Thành ra mình phải cẩn thận, mình nói cái gì thì mình phải hiểu cái đó, không hiểu thì phải ráng tìm cho hiểu, chứ cứ nói lo 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 thì nó không hiểu gì chừng, nó còn mất công nữa, mất công người ta phải nghe mình. Nghe những cái lời trống không của mình rồi biến thành một cái tục lệ, ai cũng nói nó tu nhiều đời rồi, tu nhiều kiếp rồi, rồi cứ nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nó tới nó lui cái nhiêu đó, rồi gì nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, cái gì cũng biết nói hết.
nó nói nghe hay lắm, có vẻ có vẻ cái thơ này lắm mà không hiểu chừng. Ừ. Hoặc là không cần tìm hiểu là cái gì, chẳng những không tìm hiểu thôi mà người khác hiểu còn chê người ta nữa. Làm gì có tu nhất kiếp, mới tu sao tu thành liền vậy? Mà không phải mình hôm qua mình mở miệng mình nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời sao? Hả? À. Rồi có người nói rằng đi theo sư phụ thì năm đời được giải thoát. Nói, gì dữ vậy? Ừ? Tự ai tu nấy chứng thì sao năm đời được giải thoát? À. Mà tại sao Việt Nam mình cũng nói là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng nha. Chín đời rồi đó nha, sư phụ nói năm đời là khiêm nhường đó. Không không tin à, mình một miệng mình thì nói câu này mà rồi cái khác mình đã kích lại tự chính mình hay chưa, cái bằng gậy ông đập lưng ông á à, rồi như vậy mà cứ cãi nhau hoài thôi. Tại sao? Tại vì tự mình không chứng đắc được những gì mình nói, tự mình không hiểu được những gì mình đã nghe hoặc là mình đã lặp lại, thành ra mình không thể tin được những cái gì người ta chứng đắc hoặc là những gì người ta hiểu được. Chứ không phải không có người hiểu được, không có người chứng đắc. Nếu không có người hiểu được, không có người chứng đắc, làm gì có những câu nói đó? Ở đâu nó sinh ra? Mà tại sao mình tin rằng không có sự chứng đắc đó, không có những người hiểu được những câu nói đó, tại sao mình cũng lặp lại làm cái gì? Nếu nó là vô lý, nếu là một sự không thể có được, dẹp. Thấy chưa? Nói hoài biết rồi khổ lắm, nói mãi. Người Bắc là sẽ nói vậy đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng những chuyện đó có thể xảy ra thì mình phải từ từ nghiên cứu. À, nếu nghe người nào mà thành đạo đó hoặc là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, người nào có thể nhất kiếp ngộ nhất thời đó, mình để dành mình nghiên cứu á. À, không chừng có thiệt. Chứ không tại sao hôm qua nay mình cứ nghe người ta nói vậy hoài, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, hoặc là quy y Phật pháp tăng rồi không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bằng sanh. Quý y không là quỳ xuống thôi, niệm vậy thôi, rồi đưa cái tờ giấy đỏ đỏ, đúng không? Cái bao thơ đỏ đỏ, ở trong nó có cái tờ giấy xanh xanh đó. Ừ. Vậy thôi đó. Chứ đường nó ăn chay gì hết trơn á. Mà có nhiều chùa cũng có lòng, có gì, có lương tâm. Còn viết thêm là phải ăn chay tháng 2 ngày. À, sư phụ mới kỳ rồi, thường sư phụ ít đọc báo nhưng mà kỳ rồi. Có bị gửi tới mấy tờ báo thì sư phụ cũng đọc, nói rằng cái chùa nào đó muốn quy y á thì phải ăn chay một tháng 2 ngày. Vậy là hay lắm đó, mấy chùa kia đâu có nói vậy, thấy chưa? Ăn chay một tháng 2 ngày thôi mà không rớt địa ngục, không không gì hả? Quên rồi, mới nói quên rồi, sư phụ già rồi. Nói đi, quý vị phải nói để tôi hiểu biết, quý vị có nhớ không, tôi mới biết được. À, sao quy y Phật không đọa gì? Không đọa địa ngục. Quy y pháp không gì? Không đọa ngạ quỷ, tức là không làm ngạ quỷ đói đó, biết chưa? Ngạ quỷ là quỷ đói. Quy y tăng rồi không sao? Không làm sốt sanh, ngon chưa? Tại sao quý vị không đi quy y liền? Một tháng ăn chay có 2 ngày thôi, sư phụ đăng báo quảng cáo giùm cho mấy cái chùa đó. Này. Chứ không phải mình làm người không muốn những cái sự đau khổ này sao? Thấy không? Mình ít nhất mình muốn trở lại làm người phải không? Thì quý vị ăn chay giùm đi. Một tháng 2 ngày thôi, chứ đâu có bao nhiêu đâu. Như vậy mà tin á, mà quy y nhiều lắm á. Ừ. Quy y có trời được pháp danh rồi, nghe kêu gồ ghề lắm. Ừ. Vậy đi quy y liền. Còn quy y theo thư phụ, sư phụ hả? Không có pháp danh gì trơn á. Người nào người nấy cũng giống nhau. Bác sĩ, kỹ sư rồi không ai biết tới hết trơn. Còn mà mò dám khoe rồi ra còn bị sư phụ la nữa. Khoe bác sĩ kỹ sư rồi ra là chắc bị đuổi tới đằng sau ngồi á. Ừ. Đi theo sư phụ chứ không có cái thớ gì. Có một vị cũng hăng lắm, đòi đi theo sư phụ đi tu. Chưa? Đi tu không được bao lâu có chạy ra. Ừ. Không phải người nào cũng vậy, tại cái tính người này là như vậy rồi, hồi xưa giờ vậy rồi, chưa theo sư phụ đã vậy rồi, đã theo mấy bên tông phái khác cũng đã lộn xộn nhiều lắm chứ không phải qua bên này. Sư phụ hồi xưa thì dễ dãi, ai muốn đi tu sư phụ cũng có cản, hay không? Nhưng bây giờ khó hơn, ai muốn đi tu là phải
phải kỹ lắm á. Thường thường sư phụ gạt ra liền chứ khó có cho vô cái đó. Yeah. Còn vô rồi nó khảo như khảo lâu lắm. Chứ hồi xưa ai vô là đáp y liền, nó tu liền. Tại sư phụ đi tu dễ dàng quá, sư phụ không có muốn làm khó dễ cho người ta. Sư phụ nghĩ rằng ai tu cũng giống sư phụ, đâu ngờ đâu nó khác. Khác quá trời. Hồi xưa sư phụ nói nghĩ ai cũng thành Phật chứ bây giờ càng ngày thấy càng khác. Ừ. Cũng là Phật nhưng mà Phật vô minh. Ừ. Phật chưa có phát triển đó. Cũng như có những quốc gia kêu bằng quốc gia underdeveloped, chưa phát triển á. À, thì có những quốc gia khác họ văn minh vậy thôi. Thì cũng là quốc gia, cũng có tổng thống, cũng có chính phủ rồi này kia y như vậy. Nhưng mà kêu bằng quốc gia nó hơi hả? Chậm tiến, đúng rồi. À, hay quá. Ừ. Thì có cái vị đó đi vô theo sư phụ đi tu. Mà sư phụ cũng không nhớ người đó mặt mũi sao nữa. Truyền tâm ấn xong chắp tay sau lưng sư phụ xin đòi đi tu. Thì sư phụ không nhớ, người khác nhớ rồi. Sau này nói sư phụ dụ. Tại cái tính mình không hay. Ừ. Rồi không nói gì dụ thì cũng được đi. Hay vô tu cho đàng hoàng đi. Lớn rồi mà bị dụ cũng có kỳ. Hả? Có con có gái có chồng rồi mà cũng bị dụ. Thôi được, thôi thì nói sư phụ dụ đi. Hay vô tu hồi dài ba bữa, hồi dài ba tuần gì đó, rồi chạy ra. Lý do tại sao? Nói rằng tôi là người xuất dương du học, tức là mới truyền tâm ấn chạy vô liền á, chưa có được huấn luyện gì trơn. Tại hồi xưa sư phụ nghĩ rằng người Việt Nam mà chắc cực khổ lắm rồi, chưa đi tị nạn rồi lâu rồi, chứ cái thấm nhuần cái sự vô thường của cuộc đời rồi. Sư phụ không có khảo nhiều mà sư phụ cưng nhiều hơn. Còn người tạo á, đụng chút là sư phụ phạt, đụng chút là sư phụ chỉnh liền. À, tại vì họ khác. À, quý vị đi theo sư phụ, những người Việt Nam mà đi qua Tàu thế nào cũng biết hả, sư phụ đối với người Tàu hoặc là những người nước khác hơi nghiêm khắc hơn nữa đối với người Việt Nam. Tại sư phụ nghĩ rằng họ thấm nhuần rồi, thấm quá rồi, khổ gần dạy dỗ, khổ gần khảo nữa, bị khảo nhiều quá rồi. Thế nên sư phụ cứ cho vô. Hai ba tuần sau chạy ra nói tôi là người xuất dương du học, tưởng đâu vô đi tu với sư phụ phải cho làm chức vụ gì tôn trọng sao, coi tôi như giả rách. Trời ơi, đi tu là giả rách chứ còn gì nữa. Không thấy sư phụ sao? Hả? Tu vậy mà đi truyền pháp chỗ này chỗ kia mà còn bị nó coi, còn hơn giả rách nữa chứ, coi giả rách còn đỡ. Giả rách còn lấy lau chùi được, coi còn hơn giả rách nữa không biết coi bằng cái gì nữa. À, tại quý vị không biết chứ. Nhưng mà cái đó là những cái sự tầm thường của cuộc đời, có âm thì có dương, có người tán thán thì có người chửi bới. Cái chuyện gì đâu mà phải bực mình. Thấy chưa? Rồi mấy con chó nó sủa rồi mình đứng đó mình sủa với nó sao? À, đã đi tu thì phải coi cái thân mình như vẻ rách, à, như đồ chùi chân cho thiên hạ chùi cho nó sạch sẽ, như cái tấm đá mài dao để cho họ mài dũa cho cái dao của họ bén. À, càng mài thì cái thân thể mình nó càng mòn lụn xuống. Cái chuyện đó là chuyện thường, vậy mới kêu đi tu xuất gia. Xuất gia là xuất khỏi tam giới nữa, xuất ra khỏi những cái sự tham luyến, sân si, thù hận. À, chứ còn xuất gia đâu phải bỏ từ cái nhà này đi vô cái nhà kia đó, cái chùa thì cũng là cái nhà cái gì đó. À, nhà còn đẹp hơn nhà của mình nữa phải không? Vô đó sạch sẽ hơn, không có con cái rồi lu bu, không có nợ nần, không có mấy cái bill này bill kia, không có telephone bill, không có electricity bill, không có water bill, không có đủ thứ lộn xộn á. Đó, vô cái nhà đó ở còn sướng hơn ở nhà mình. À, như vậy không phải là xuất gia. Xuất gia là một người phải hoàn toàn hy sinh hết tất cả những cái danh dự, những cái danh vọng, những cái gì mình có để mà phục vụ cho người khác. Mặc dù nhưng mà không bao giờ chờ đợi cái sự báo đáp hết. Thấy chưa? Như vậy mới kêu xuất gia, chứ đâu phải người xuất gia du học hoặc là người hay người giỏi gì vô đó rồi sư phụ phải để bàn thờ mà lại đâu. Như vậy là cái sự xuất gia quan niệm sai lầm, thành ra đi ra là phải. Không ra mai mốt hộ pháp cũng đuổi ra. Nếu sư phụ không đuổi thế nào hộ pháp cũng đuổi. Ok vậy đó. Nếu mà tu hành cái quan niệm không chính đáng hả, tu theo sư phụ không nổi đâu. Không được. Tại vô đây không có cái gì để nắm hết. Sư phụ không cho cái gì để nắm hết. Tiền bạc cũng không cho giữ. Không có đồng nào hết. Túi không có đồng nào hết. À, có nhiều khi những cái chùa khác quét lá đa tháng 500. À, chùa sư phụ đâu có lá đa đồng quét. Có trồng cây trồng có gì, đâu có chỗ đâu trồng cây. Học trò đến cả mấy ngàn người đạp chết hết trơn hết trời. Hồi xưa cái chỗ sư phụ ở Đài Loan, cái trồng khoai lang này kia đó, cái hồi đó là mình chưa có nghĩ đó mà đông đông mà tới vậy.
rồi trồng để đó khoai lang chưa kịp ăn á, tới nó cắm trại hết lên hết trơn. Sáng là thấy khoai lang dẹp lép hết mấy cái lá lang vì nó đạp xuống lều nằm cho nó ngủ. Ban đêm á, nhiều khi những người học trò từ xa đến 2-3 giờ sáng á, mắt nhắm mắt mở nó đâu thấy chỗ nào là lang, chỗ nào là khoai đâu. Nó thấy nè, thấy mềm mềm á, êm êm á, từng cỏ á. Nhất là khoai như người không có chỗ cắm lều mà đụng đâu cắm đó à, mà hộ pháp cái lúc đó thì mắt nó cũng nhắm hết trơn rồi. Không thấy ai lại, không kệ nó ai vô cắm đâu cắm. Ngày mai sư phụ vậy coi là mấy cái buồn, mấy cái luồng lan của sư phụ nó dẹp hết, không thấy đâu chừng mất tiêu. Thành ra sau này cái chỗ sư phụ ở muốn trồng á, trồng mấy trong mấy cái góc cạnh nào xa lát xa lơ, mấy cái chỗ mà nó trèo lên không được á, núi cao hả, và những cái góc mà có cái bằng gốc thiệt là gốc cạnh vậy đó mới trồng được. Nhưng mà giờ cũng hết gốc rồi, gốc nào cũng bỏ lên. Đông quá càng ngày càng đông, nên cái chỗ sư phụ ở giờ trồng không có gì để trồng nữa, trồng không được nữa. Mà thí dụ mà những người xuất gia của sư phụ muốn trồng cây, trồng rau thì phải trồng cái thứ mà kêu bằng cấp tốc á, trồng xong ăn liền, không 2-3 ngày ăn liền chứ không thôi không kịp. Trồng mà để lâu lâu nó lại nó đóng liều lên là hết. Không thấy gì chưa. Rồi thành ra vô chỗ sư đi tu với sư phụ thiệt là phải bỏ hết trơn mới đi vô được. Còn vô mà còn nghĩ rằng tôi muốn cái này muốn kia, làm chức này chức nọ thì thôi dẹp, với tu sao nổi. Đã đi tu mà còn muốn giữ này kia, rồi còn muốn người ta trọng vọng mình, đó là ham danh lợi, đâu phải người xả bỏ đâu. Quý vị có hiểu không? Thành tu hành nó có nhiều cách. Nhiều khi nó bận cái áo lên, tưởng đâu mình muốn người ta, tưởng đâu mình muốn đi tu, thật tâm mình không muốn. Rồi cái đời tu mình nó trắc trở, rồi hỏi tại sao. Ừ, hỏi mình chứ hỏi ai. Quý vị có hiểu không? Cho nên trời đất rất là công bằng. Mình tu cái gì được cái nấy à. Nếu mình tu không được, mình tu chưa thành Phật, có lẽ mình tu không đúng thôi. Mình xuất gia không được, tại vì mình không có cái quan niệm xuất gia chính đáng, hoặc là mình không có sự thành tâm xuất gia thôi. Chứ đừng nói rằng tại sao người ta lại tu được, tôi tu không được, sao anh tu được. À, mỗi người khác nhau chứ. À, có người làm giàu được, thấy chứ, người làm thành tỷ phú, mà có người làm cũng y một công việc đó mà tán gia bại sản. À, làm sao mình biết được. Ừ. Cho nên mình phải tin rằng tu hành có người chứng đắc chứ không phải không, nhưng mà cũng có người không chứng đắc. Cái chuyện nó thường lắm, cũng như đi thi có người rớt người đậu thôi à, chứ không có gì là lạ hết à. Cũng đừng nên thắc mắc và làm cản trở cái niềm tin của mình, làm mất đi một cái cơ hội quý báu để mà mình theo gương người đó mình học để mình thành. Đó, cái học Phật mà thì phải thành Phật chứ, cũng như học bác sĩ thành bác sĩ á, sao không thành được. Ừ. Cho nên những người nào thí dụ như đi theo một cái pháp môn nào đó, hoặc là gặp ông thầy dở, hoặc là pháp môn dở rồi tu không xong á, đừng trách ông thầy đó à, có lẽ tại mình lúc đó mình chưa đủ thành tâm, mình chưa đủ căn duyên, mình chưa đủ cái sự hiểu biết một vị minh sư là như thế nào. Cái quan niệm của mình kỳ vọng một vị minh sư là như thế này, như thế nọ, như thế kia, thì mình sẽ gặp cái vị minh sư như thế này, như thế nọ, như thế đó. Nếu mà một khi nào đó mình xả bỏ tất cả những quan niệm sai lầm, những quan niệm cũ kỹ, mình bỏ hết, mình nghĩ mình lại trời lại Phật, có ông thầy nào mà hay đó gửi tới cửa cho mình à? Con không cần biết ông đó ông như thế nào, bà đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, con gái nhà ai ăn bận như thế nào, miễn đúng là minh sư thì xin trời Phật gửi tới cửa nhà con à, hoặc là làm cho con biết được. Cái lúc đó thế nào mình cũng gặp minh sư thứ thiệt. Còn cái khi mà mình còn ngồi đó mình kỳ vọng là gặp một ông minh sư như thế này, như thế nọ, như thế kia đó, thì trời sẽ sống, sẽ gửi tới một ông như thế kia, như thế nọ, như thế này, hiểu chưa? Đấy, hằng thuận chúng sanh mà. Chứ nếu không thì cái cõi ta bà này nó đã biến thành một cõi khác rồi, nó không có giống như, nó không có lộn xộn như bây giờ. Tại sao thế gian này có sự khổ, có sự vui? Tôi bởi vì chúng sanh mỗi người có ý muốn họ khác nhau. Vua của tất cả các phép, tại sao mình tự biết chính mình á, chứ không phải ngồi đó học thần thông, hoặc là ngồi đó học những cái đời quá khứ vị lai, học những cái góc cạnh của vũ trụ, mà cái đây mình đi thẳng vô luôn cái tự tánh của mình á, mình tự biết mình là Phật đó, cho nên nó lẹ nhất, chứ không có gì lạ đó. Còn những cái kia mình chỉ học mình biết mình à, mình là có người có thần thông, thí dụ anh học thần thông ha,
thì anh biết là ai à, học 10 năm rồi bây giờ tôi bay được qua khỏi mặt nước rồi, hay lắm. Hoặc là học 5 năm rồi tôi có thể hô phong hoang vũ, bây giờ tôi học 20 năm rồi tôi có thể chữa bệnh như thần. Đại khái nói vậy là mình biết mình là một con người nhưng mà bay được, một con người nhưng mà là một thần y, một con người nhưng mà có phép thuật hô phong hoáng vũ thôi. Còn cái phép Quán Âm là cho mình biết mình là Phật á, mình là không phải là người, hiểu chưa? Thành ra nó lẹ, nó cao đẳng nhất, tìm cái ông vua ở trong mình á, hiểu chưa? À, có hiểu không? Hiểu không? Không hiểu sư phụ nói nữa. Không hiểu sư phụ nói nữa, hiểu không? Ờ, hiểu rồi thôi. Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp gồm có 2 câu. Câu hỏi thứ nhất là xin sư phụ cho biết sư phụ đã tu được bao lâu? Không nói. Đâu đếm được đâu nói. Và câu hỏi thứ hai, khi sư phụ tu được bao lâu thì mới biết được quá khứ của mình? Biết quá khứ để làm cái gì? Hả? À? Sư phụ không thèm biết quá khứ nữa. Hiện tại lo không hết rồi, lo biết quá khứ. Hả? À? Nhưng mà quý vị muốn biết quá khứ thì quý vị phải tự tu. Ok? Thiếu gì người học trò của sư phụ biết quá khứ. Nói chuyện biết quá khứ là chuyện quá tầm thường, đâu phải mình tu để mình muốn biết quá khứ đâu. Tu là phải để thành Phật, để biết mình là ai, biết cái sự vĩ đại của mình ở chỗ nào, biết mình từ đâu đến, chết rồi đi về đâu. Nhưng mà tu biết quá khứ, quan niệm quá hẹp hòi. Tiếp tục. Dạ, câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để diệt tận gốc của tạp niệm và phát triển lòng từ bi đến tận cùng, có thể diệt nguồn gốc của tạp niệm hay không? Có thể. Thành Phật rồi hết. À, thành Phật rồi là phát triển từ bi tới tận cùng. Nhá. Tu pháp môn Quan Âm mới được thôi. Sư phụ chỉ biết cái pháp này hay nhất thôi. Còn những pháp kia sư phụ thôi không thấy hay gì lắm. À. Câu hỏi kế tiếp gồm có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa sư cô, những người chưa ăn chay được có thể nghiên cứu và tìm hiểu về phương pháp Quán Âm không? Tìm hiểu làm gì vô ích. Làm sao tìm hiểu được khi mình không có học? Thấy chưa? Thí dụ mình chưa có đậu xong bằng trung học mà mình muốn nhảy vô đại học làm cái gì? Vô đó rồi mình cũng không chịu tuân thọ theo cái quy luật của người ta. Mình không hiểu ông giáo sư ông nói cái gì. Tại vì mình không theo đúng cái trình độ của người ta. Làm sao mình hiểu được thì vô đó vô ích, mất thì giờ. Chưa? Mất thì giờ của mình mà của ông thầy của mình. Không có nhầm gì hết. Câu hỏi thứ hai, hành phương pháp Quán Âm có nhất thiết phải ăn chay và truyền tâm ấn trước không? Nhất thiết, không thì không có nhầm gì hết. Truyền tâm ấn là cái lúc mà khai mở cái trí Phật của mình ra cho mình thấy. Nếu không truyền tâm ấn làm sao tu? Lấy cái gì để tu? Tu cái trí óc phàm phu thì thôi khỏi. Khỏi cần pháp Quán Âm, khỏi cần truyền tâm ấn, chưa? Cái khác ở cái chỗ là khai mở cái trí Phật của mình cho mình biết mình là cái Phật tánh của mình nó như thế nào. Không có truyền tâm ấn không có biết cái này. Truyền tâm ấn là cái lúc mà ông Phật của mình nói chuyện với ông Phật của người đó đó, chứ không phải cái trí óc mà nói nữa, không phải dùng ngôn ngữ nữa. Hai người ngồi lặng thinh hết nhưng mà biết. À, đó mới kêu truyền tâm ấn đó. Chứ không phải sư phụ bắt truyền tâm ấn đặng mà sư phụ có nhiều học trò, đừng có tưởng vậy. Sư phụ gạt ra không hết. Chưa, quy luật nghiêm khắc như vậy là bởi vì để cho rất nhiều người bị gạt ra đó. Chứ nếu mà sư phụ muốn học trò nhiều mà khỏi cần truyền tâm ấn, khỏi ăn chay, khỏe quá. Trời ơi, sư phụ nổi tiếng rầm rầm còn hơn bây giờ nữa, mà không có ai chửi bới hết trơn á. Hiểu chưa? À, học trò nhiều. Hiểu chưa? Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng tương phản không? Ai cũng chửi sư phụ nói gì. Có nhiều người, không phải có nhiều người đâu, ít người thôi, 2-3 người thôi, họ làm rùm beng thôi. Đánh máy mà chửi đó toàn là đánh máy giống y à. Yeah. Cái chữ đánh máy giống y một kiểu thôi. À, mà nếu chữ đủ thứ tên á, đủ thứ người, đủ thứ chùa, mà thật ra có người thôi. À, nhiều nhất là 2 người. À, người suối, người làm. À, yêu, nói rằng sư phụ muốn dụ dỗ học trò cho nhiều. À, đi đâu cũng mê hoặc học trò cho nhiều. Cái đó là nói vậy là gậy ông đập lưng ông.
Nếu sư phụ muốn dụ dỗ tôi dạy gì, sư phụ phải viết ra luật lệ đủ thứ như vậy, hiểu chưa? Rồi bắt ăn chay trường nữa, trời ơi, ăn chay ai cho được. Ăn chay ngày 2 ngày mà nó còn dòm đồng hồ 12 giờ khuya nó đi ăn phở. Người nào muốn học trò cho nhiều, muốn dụ dỗ học trò mà bắt ăn chay, bắt trừ giới cái kiểu này là người đó ngu nhất thế gian ấy á. Phải không? Chỉ có sư phụ mới ngu vậy thôi. Thành Phật thành nó mới ngu như vậy chứ. Còn người thế gian họ khôn hơn nhiều. Chứ muốn dụ học trò dùng kiểu này đâu có được. Phải không? Phải dễ dãi cho nó. Phải nó con vô là thành Phật liền, nhưng mà con muốn làm gì cũng được. Vậy nói vậy là tương phản. Chỉ có người nào ngu lắm mới nghe những lời đó được. À, thành người nào mà nghe mà tin những cái lời phỉ báng sư phụ đó biết mình ngu. Ok, sư phụ rất là chúc mừng. Và câu hỏi thứ ba, nếu một người hành pháp một thời gian rồi bị đời khảo bỏ ăn chay, chỉ hành thiền được không? Tôi hỏi anh, anh cưới vợ xong rồi anh bỏ vợ đi mà anh còn có nghĩ là anh giữ cái marriage được không? Giữ cái sự hôn nhân của mình được không? Nó vợ bỏ đi rồi còn kêu có hôn nhân gì nữa á? À, bỏ vợ rồi nói chuyện khó nghe. Và câu hỏi kế tiếp là bằng tiếng Anh. Dear Master, I am studying art in college. I love contemporary oil painting very much, but my art teacher say most of the oil color are made of Arab animal oil. Can I still proceed my hobby? Yes, because the animals are not killed for the oil. They're killed for meat and other stuff. Oil is just excess. But not all paintings are made of animals' oil. Chemical oil also. That's why it's very toxic. It's not all of them made by animals' oil. You can choose them. Yeah? Is that right? Yes. They're very poisonous because they're made of chemical stuff. When I paint, after an hour or so, my eyes became very hurt and I feel a little bit not well. Yeah, so I had to stop because of the toxin of the chemical substance in the oil, in the painting, in the oil painting. Yeah. Dịch cho mấy người Việt Nam nghe, nhưng mà cái này không có quan trọng gì. Hả? Anh kia anh hỏi rằng, ấy, người bạn họ hỏi rằng, họ một người họa sĩ đó, mà trong cái những cái chất mà dùng để họa đó thì nó có dầu gì mỡ của những con động vật á, vậy có được không? Sư phụ nói được không sao, tại vì những con vật nó bị giết không phải vì dầu mà không phải vì cái sự họa của mình mà họ giết, mà tại vì họ giết họ muốn lấy thịt, dầu là những chất nó dư lại thừa rồi họ dùng vô thôi, nhưng mà đâu phải những cái chất cái gì cái họa nào cũng có dầu đâu, nhiều khi nó dùng hóa học đó, thành ra sư phụ dùng những chất hóa học rồi vẽ đó, nhiều khi mới vẽ cho chừng nửa tiếng một tiếng là mắt nó gì đó sốn á, rồi không được tốt, sư phụ phải dùng găng tay rồi đặng vẽ cho nó đỡ có độc á, tại vì có nhiều chất hóa học ở trong cái họa dầu đó, nó độc lắm. Câu hỏi kế tiếp của bằng Anh ngữ. Are there any Buddhism missionary? What place do they go? Huh? Missionary, what place do they go? Or where do they go? They go where they want to go, no? You mean after they die? Oh, they go to where their karma takes them. If in this life they has been enlightened, there has been a virtuous monk or nuns, then they will go to where the Buddha resides. But if in this life they have not been enlightened and they have done wrong things and have wrong conception about Buddhist doctrines and enlightening understanding, then they will go back to human life, or worse still, go to animal's life, or go to hell even. Who knows? They are responsible for themselves. It's very difficult to be enlightened, even if you are
a missionary or a monk, if you don't have an enlightened master, it's difficult. They're just ordinary people, ordinary vegetarian people, or non-vegetarian. Some monks are not even vegetarian, some Buddhist, so-called Buddhist missionaries. Yeah? Câu hỏi kết. Ai, có muốn nghe tiếng Việt Nam không? Thưa Bác Ngọc không dịch cho như thế này. Dạ, con chào chú. Thưa câu hỏi quý vị đang nghe là những người mà tu hành, những người mà truyền pháp Phật giáo đó, nếu khi người ta vãng sanh đó thì người ta đi về đâu? Sư phụ trả lời là tùy theo cái thành quả tu hành của người ta, cái nghiệp của người ta. Nếu người ta tu hành cao thì có thể lên cảnh giới trên, nếu mà người ta tu hành không được cao thì ta đi có thể trở lại làm người để tu hành tiếp tục. Rất là khó khăn trong vấn đề tu hành cũng như là ăn chay. Như chúng ta đã không ăn chay không phải dễ, tu hành không phải dễ, cái tu hành rất là khó khăn. Nếu mình tu hành cao thì lên cảnh giới cao, tu hành trung trung đến cao. Những người tu hành cao lên cảnh giới Phật, và tùy theo cái công đức của mình, Phật dẫn dắt mình tu lên, tiếp tục tu lên cao nữa. Nếu không chỉ là người tầm thường thôi. Can someone who has had an abortion be forgiven? Can someone what? Has had an abortion. Be forgiven? Be forgiven. We should not have done that. But don't do it again. And repent. Then you'll be forgiven. But you have to sincerely repent. Master, I greet her the God within you. Dạ, thưa sư phụ, sư phụ nói là chúng ta không có nên phạm lỗi như vậy. Nếu phạm lỗi thì nên sám hối. Nhưng mà phải nói câu hỏi trước rồi mới trả lời chứ. Xin chúc mừng mà câu hỏi, con không nghe rõ. Câu hỏi là như thế này, thôi được rồi, bác nghĩ chút đi. Dạ. Abortion, tức là không được phá thai. Chúng ta, câu hỏi là có phá thai thì có được tha tội hay không? Sư phụ trả lời là chúng ta không bao giờ nên phá thai cả. Nếu có lỡ phá thai thì nên sám hối và trong tương lai tránh đừng có phá thai nữa. Và không được tha thứ. Ok, continue. Master, I greet and honor the God within you. Earlier, you spoke of sacrifice. If we are giving up physical trapping, aren't we sacrificing only illusion? Physical what? I cannot understand. Physical trapping. Is that am I reading here. Right? Bring it here. I cannot understand. I guess. I get a horror. Yeah? What? I cannot even read it. I greet and honor, yeah? The God within you. Okay, now I understand. Thank you. Earlier you spoke of sacrifice. If we are giving up physical trappings, aren't we sacrificing only illusion? What did I talk about sacrifice? Which one? Which one was that? Which one you meant? I forgot what I have told. Yeah, please. Please tell me what is it? What do you mean? Did I say that? That's better. In which way? Earlier you spoke of sacrifice. Yeah, please make the whole sentence because I forgot already what I have said. Sorry, okay. Really. You spoke of sacrifice in order to achieve enlightenment. Sacrifice of the physical. In other words, a monk gives up everything to achieve enlightenment. You said that was sacrifice. Really? No, I didn't say that in that sense. Probably the translation is different. Now, I remember now, okay? What I said is that. A monk is not for enlightenment that we sacrifice, you understand? A monk is the one who's supposed to give up everything already. Not sacrifice, I mean don't care about anything. Put down everything already before he became a monk, at least, or to be entitled to be called monk. If he came in, enter into monkhood,
having still fame and name in his mind as motive, he's not worthwhile to become monk. That's all. It has nothing to do with enlightenment yet. And once we are monk, we don't even care for enlightenment either. I tell you the truth. Why should we care for all this? Yeah? We just have to help people, sacrifice everything for people. That's what it is. That's what I mean. You understand? Everything we can call sacrifice. But actually, once we are enlightened, we don't call that sacrifice. But how should I say in this human language about what I want to say? I'm also aware of the limited power of the human language. But I didn't say we sacrifice for enlightenment. I said to be a monk, we must have already put down everything, yeah, and not care for anything. If you come in and you still want to be an important monk, for example, that is no good. I say it's not a right conception, okay? Yeah? Yeah, I understand. That was basically my question. Sure. You satisfied? You see, it's very difficult to translate simultaneously, and probably he couldn't pick up immediately the word. Also, English and Vietnamese, sometimes it's very difficult to translate. You should forgive some mistake, yeah? All right. Câu hỏi là ông khách này tán thán sư phụ là thấy những cái đầu. Và cái câu hỏi là một cái vị xuất gia mà sư phụ nói khi hồi đó, xuất gia thế sư phụ vài tuần rồi bỏ ra đó, bởi vì cái vị đó nghĩ rằng là xuất gia thế sư phụ mà còn được người ta... Hả? Sư phụ nghe hay chăng? Thế sư phụ nghe con không? Bây giờ nghe rồi, nhưng mà nãy nói gì vậy? Dạ ông, cái câu hỏi của ông là cái vị mà xuất gia theo sư phụ được mấy tuần mà bỏ về đó. Đúng và rồi. Và cái câu hỏi của ông là có phải là phải bỏ hết để đi theo, để mới tìm được, để hy sinh, để mới... cứu độ chúng sanh. Không phải ông vậy đâu. Mà thôi sư phụ, để sư phụ dịch cho. Bác dịch hơi không đúng đó. Như thế này nè. Tại vì có lẽ bác Ngọc dùng cái chữ hy sinh đó. Thành ra cái ông Mỹ kia ông hỏi một câu rất là đúng. Ông nói sư phụ, tôi cái bằng chào cái ông Phật ở trong của sư phụ, trung tâm của sư phụ. Và tôi có một câu hỏi như thế này. Nếu mà trước kia sư phụ nói rằng mình phải hy sinh tất cả để đạt được sự giác ngộ đó, thì sư phụ nói như vậy có không đúng hay không? Tại vì nếu mình nói mình hy sinh tất cả những cái sự vật chất thì thôi, mà vật chất, tất cả những gì vật chất đều là những cái cạm bẫy mà thôi. Mà nếu bây giờ sư phụ biểu bằng mình hy sinh những cạm bẫy thì đâu có ăn nhầm gì, có nghĩa là giả dối mà thôi, phải không? Sư phụ nó không phải, sư phụ nói cái câu đó sư phụ không có nhớ. Anh xin lặp lại sư phụ nói cái gì. Rồi ông mới nói rằng sư phụ, trước khi sư phụ nói có một ông thầy người tu đi vô theo tu sư phụ đó. Rồi sư phụ nói rằng đi tu phải hy sinh tất cả những cái vật chất đó mới được, rồi mới được thành khai ngộ. Sư phụ nói không phải. Sư phụ nói rằng những người nào mà nói rằng xuất gia đó thì phải đã xả bỏ hết tất cả rồi mới kêu bằng xuất gia được. Chứ vô trong chùa mà còn muốn, đã đi xuất gia mà còn muốn danh lợi, còn muốn rằng sư phụ phải làm cho họ thành một người quan trọng, hoặc là một ông thầy tu rất là có giá trị này kia đó, cái đó là còn ham danh lợi, không có xứng đáng là một danh nghĩa của một vị thầy tu. Chứ đâu có phải mình hy sinh tất cả những cái vật chất để mà mình vô mình khai ngộ hay không. Cái đó chưa có nói gì tới vấn đề khai ngộ hết á. Mà đã vô làm thầy tu rồi còn muốn khai ngộ làm gì nữa. Thấy chưa? Phải bỏ hết, hy sinh hết cho người khác thôi. Thí dụ tất cả mọi người đều khai ngộ lên thiên đàng hết thì có mình ở đây, người ta cũng kéo mình lên à, phải không? Cho nên nãy quý vị hỏi sư phụ tu biết quá khứ rồi, cái sư phụ nó biết làm gì. Hả? Sư phụ bây giờ đã qua hết những cái ham muốn đó rồi, qua hết những cái sự muốn niết bàn rồi, hiểu chưa? Chứ đừng nói gì muốn quá khứ. Bây giờ có hiểu ra ha? Tại không hiểu lầm cái chữ sacrifice, hoặc là nghe không kỹ, hoặc là nghe lẻ quá đó, hoặc là nhiều khi sư phụ nói rằng nhiều khi dịch lập tức á thì nó hơi khó, nhiều khi tìm không ra chữ là nó dịch lẻ đó. Nhiều khi sư phụ nói xả bỏ, ông nói là hy sinh, là nó khác nhau. Thấy chưa? Xả bỏ tức là mình không cần tới nữa. Chứ hy sinh có nghĩa là mình còn ham lắm mà mình bỏ đi, mình cho người khác. Cái đó là nó khác. Nhưng mà tại vì nhiều khi người dịch lẻ quá, ông dịch đâu có kịp. Chứ? Thì vậy thôi, sư phụ nói rằng nếu người ta dịch mà có sai một chút thì quý vị cũng tha lỗi vậy thôi. Ok? Ok, continue. How does a master release karma from disciple?
How does the master? You practice the Kuan Yin method with me, you become a master, then you know. Then you know how. If you have not been married or have children, I don't know you how to tell you how. Okay? It is experience. It's not to be spoken in language. Làm thế nào vị minh sư lấy đi được những nghiệp chướng của những người học trò? Câu trả lời của sư phụ là nếu quý vị cứ truyền tâm ấn và trở thành đệ tử thì quý vị sẽ khi tu hành quý vị sẽ biết, chứ đây không tiện nói ra. Tu hành thì sẽ thấy. Sư phụ nói rằng tu lên là làm thầy đi rồi biết chứ có gì đâu. Làm thầy rồi mới biết được thầy chứ phải không? Làm minh sư mới hiểu được minh sư chứ còn chưa làm sao hiểu được hả? Giờ nói ra đâu có nói được, không có cái ngôn ngữ đâu có phải là dùng để nói những cái chuyện đó được. Why does the master, the method teach not to use the spiritual power to cure other illness? Always the same question. Why do you want to cure people when there are so many doctors? You want them to be unemployed? Is that your compassion? Câu hỏi là chúng ta có nên dùng thần thông để chữa bệnh hay không? Sư phụ thấy làm phiền là bởi cái câu hỏi này cứ thấy khán chúng hỏi hoài. Tại sao chúng mình không để những vị bác sĩ chữa bệnh cho mình? Thay đấy là cái lòng từ bi của mình sao? Mình muốn các vị bác sĩ thất nghiệp hay sao? Phải để cho họ chữa bệnh để họ sống chứ. Khó hoài, có bao nhiêu đó. Ham chữa bệnh lắm. Cái bệnh là tham sân si phiền não phải chữa cho hết. Chứ còn cái bệnh thân thể này nay chữa mai bệnh à. Không có ông thần y nào mà chữa mình hết bệnh hoài được hết trơn á. Chỉ từ mình trừ khi mình tu pháp môn Quán Âm, mình khai ngộ rồi, đời đời kiếp kiếp mình không bệnh nữa. Cái đó mới đúng là chữa bệnh thiệt. Chứ còn ham chữa bệnh lắm. Đụng cái huyệt này, đụng cái huyệt kia, làm kiểu này kiểu kia rồi ngon lắm. Biểu diễn à. Ham biểu diễn. Cái này còn ham danh. Chứ không phải là muốn cứu người thiệt. Muốn cứu người thiệt phải thành Phật, thành Y Vương. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, cứu cho họ đời đời kiếp kiếp khỏi trở lại sanh tử luân hồi, khỏi bệnh hoạn gì nữa hết. Đó mới đúng là cứu bệnh thiệt, chứ còn bữa nay mình chữa bệnh ta, mai bệnh nữa. Còn không năm sau cũng bệnh, rồi cuối cùng cũng chết luôn. Chết mà không biết đi đâu chứ. Đi thiên đàng còn đỡ hơn đi địa ngục á. Làm ngạ quỷ súc sanh nữa. Như vậy mà cứu cái bệnh nó làm cái ăn nhầm gì? Phải không? Có phải là lòng từ bi thiệt sự không? Không. Nhất là đời này đã có nhiều y viện, nhiều đủ thứ thuốc men, đủ thứ văn minh để mà cứu người ta mà còn lẻ hơn nữa. Just have three questions in this one. The first one is, what part does institution play in meditation? What part does intuition play? In meditation? Well, yeah. When we meditate, we will have intuition. That's a part of the success of our meditation. Intuition, in a true sense, means we know many things that we never knew before, without explanation, without having to use the language, without having to use the ordinary knowledge. We just know it, and we don't know why and how. That is intuition in the true sense, and that is a true knowledge. And we get them often in meditation or outside meditation, if we meditate a lot. We get them anytime. It is the result of our concentration. Bác sĩ Ngọc. Phần nào trong cái lúc thiền đó, thì cái phần nào cho ta được thấy cái chứng nghiệm của ngồi thiền? Không phải vậy đâu bác ơi. Dạ. Bác dịch vậy cũng hơi chưa đúng. Dạ, dạ. Ông nói là cái intuition, tức là cái tiếng Việt nó kêu bằng gì, cái này sư phụ không dịch không? À, cái trực giác đó, cái trực giác á, nó có một sự quan trọng gì trong cái sự ngồi thiền, hiểu chưa? Đại khái là ngồi thiền nó có cái vấn đề trực giác á, nó có quan trọng gì không, nó liên quan gì không đối với sự ngồi thiền. Thì sư phụ nói là ngồi thiền á, bắt dịch vậy cũng đúng nhưng mà nó khó hiểu thôi chưa.
Sư phụ nói rằng khi mình ngồi thiền thì thường mình có được những sự trực giác. Cái trực giác này không phải dùng ngôn ngữ mà diễn tả được, hoặc là những sự nào người ta chỉ dạy cho mình mà mình hiểu được, nhưng mà tự nhiên mình hiểu thôi. Mình không biết tại sao mình hiểu, mà không biết từ đâu đến mà mình hiểu. Thì cái đó là cái sự hiểu biết chính đáng. À, cái sự hiểu biết do cái sự tập trung tư tưởng của mình mà ra. Nhiều khi mình ngồi thiền, mình có những cái trực giác bén nhạy như vậy. Là sau khi xả thiền rồi, cả ngày hoặc là bất cứ lúc nào mình cũng có thể có những cái sự hiểu biết mà siêu phàm như vậy. Thì bởi vì mình ngồi thiền lâu tu hành mà nó ra, thấy chưa? Nó có những cái sự hiểu biết mà mình không thể nào giải thích được, hoặc là không phải từ sách vở mà ra. The second question is, what part does a master or teacher play in meditation? What do you think? Not important, right? Huh? Without a teacher, we cannot do many things. Whatever we want to do, we need a teacher. So what is the question? Even if you want to learn English, you need a teacher, no? So teacher is very important. Otherwise, how do you know what to do? And there are many obstacles on the road. If you don't have a teacher to guide you, to protect you, how can you go? Okay? But a real teacher, not an ordinary teacher. A teacher in the spiritual sense, a true spiritual teacher must be omnipresent. Means the teacher is always with the disciples. Doesn't matter how many disciples the teacher has. Everywhere, every time, in every circumstance, the teacher must be always by the disciple. That is the true sense of a spiritual teacher. Without this omnipresence quality, he is not yet a true spiritual teacher, just an ordinary theoretical teacher only. Okay? Thôi được, để sư phụ dịch luôn. Bác nghĩ. Dịch nhiều cũng mệt đó chứ. Lớn tuổi rồi. Cái câu hỏi như thế này. Ý họ nói rằng minh sư có quan trọng không trong vấn đề học thiền? Thì sư phụ nói rằng không có thầy làm sao mà đố mày làm nên. Mình học tiếng Anh mình cũng phải có thầy nữa. Học cái gì cũng có thầy hết á. Thì trong việc ngồi thiền cũng phải có thầy, nếu không thì nhiều khi mình gặp chướng ngại, mình gặp những cái chuyện bất hợp ý á, làm sao mình giải quyết được, ma chướng này kia nữa. Nếu ông thầy không có ở đó mà không che chở cho mình, chỉ dạy cho mình, làm sao mình tiến lên được con đường tu hành. Con đường tu hành nó dài dẳng, khó khăn, nhiều chướng ngại lắm, chưa? Đức Phật tu gần thành Phật rồi còn bị ma tới nhát, thấy không? Đủ thứ ma, thấy không? Huống chi mình tu đường dài dẳng làm sao? Thì bây giờ sư phụ nói rằng, nhưng mà một vị kêu bằng minh sư thứ thiệt á, thì họ phải có cái công đức là chỗ nào cũng phải có hết, hiểu chưa? Bất cứ lúc nào thiên bại ức hóa thân á, trăm ngàn ức hóa thân như vậy mới đúng kêu là một vị minh sư. Ví dụ họ có 100.000 học trò thì cũng phải họ có phải cái vị minh sư đó, không phải có 100.000 ức hóa thân như vậy. Đặng đi theo mỗi người học trò phải có một vị hóa thân của sư phụ đừng bảo vệ cho họ, che chở cho họ trong những lúc mà cần kiếp. Thì đó mới đúng là một vị minh sư thứ thiệt. Còn nếu không có lực lượng mà có thể 100.000 ức hóa thân bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra 100.000 lúc một chỗ đó, 100.000 chỗ một lúc á. Như vậy chưa có xứng đáng cái bằng vị minh sư, mà chỉ kêu bằng cái bằng thầy thôi, thầy giáo lý thôi, hiểu chưa? Chứ không phải minh sư. Minh sư là phải minh bạch như vậy, bất cứ chút nào, lúc nào cũng minh bạch, bất cứ chỗ nào cũng phải minh bạch, bất cứ trường hợp nào cũng phải minh bạch. 24 tiếng đồng hồ phải canh gác cho học trò ngủ hoặc ngồi thiền, hiểu chưa? Đó mới kêu minh sư. Nhưng mà minh sư như vậy ít lắm, khó kiếm. It's very rare to find such a master. Have you found one? Just omnipresent master. Có ai thấy được không? Có ai gặp được người như vậy không? Không phải ở đời này thôi, còn phải 100.000 hóa thân ở những cõi khác nữa.
đi đâu cũng gặp ông hết á mới được. Chứ còn thí dụ ở dưới ở cõi đời này ông bảo vệ cho mình, mà mình lên cái cõi Atula ông đâu mất tiêu rồi. Thì làm sao? Cõi đó còn cực hơn, còn nguy hiểm hơn cái cõi mình nữa chứ. Cõi này á cũng có nguy hiểm, là tôi nào mình mới tu dài ba ngày mới ăn chay được vài ba bữa cái hàng xóm chạy tới la kéo đi ăn mặn, đi nhậu, đi uống rượu, nói đủ thứ tê ti ta ta ngọt bùi đủ thứ, mày ăn chay mày sẽ ốm, mày sẽ xanh, mày ăn mặn như tụi tao mày vui vẻ, bạn bè nữa nào bỏ tao đi này cái đủ thứ chứ. À dụ dỗ à, rồi chưa hết còn vợ con khóc lóc đập mình đập chiếu đập giường bỏ nhà bỏ cửa đi không chịu nữa, ăn chay là tôi chết, anh ăn chay là tôi chết. À chồng hâm dọa cô ăn chay rồi tôi sẽ ly dị cô ngay. À, tại vậy đó. À, thì cái cõi này nó nguy hiểm là cái chỉ cái phương diện vật chất thôi, dùng ngôn ngữ lôi kéo thôi. Còn cái cõi Atula nó còn dùng thần thông nó lôi kéo nữa, nó dùng đủ thứ ma chướng đẹp sắc đẹp nó đem lại nó quyến rũ mình nữa, nó dùng thần thông nó quyến rũ mình đặng cho mình để lấy thần thông đi chữa bệnh, đi coi bói, đi đi coi địa lý thiên văn cho người ta, đi coi cưới hỏi rồi cho người ta đặng nổi tiếng, dùng những cái danh vọng hảo huyền nó cám dỗ mình, dùng những cái sắc đẹp ở trên đó để mà làm cho mềm yếu cái lòng tu của mình. Trời ơi mấy cái cõi đó mà không có thầy thì chết. Chết ngay tại chỗ. How will one know when one is progress in the right direction? If after meditating for some times you see some heavenly manifestation of light and you hear some godly instruction as sound or vibration which is mentioned as the word in the Bible, then you know you have progressed. That is one of the signs. The other signs, there are many. One example is that you feel more peaceful within your heart, more loving, more tolerant, more calm. Even people scold you, oppress you, you do not feel that important. You do not feel so excited and so much hatred like before. You do not want to even counter-react that kind of treatment, but you feel more, tolerant, more compassionate, and more pitiful for that person. Then you know that you have progressed and very near God, very near Buddha, because Buddha and God have these qualities, tolerant, loving, compassionate, peaceful, blissful, yeah? And Buddhas are light. Buddha are powerful frequency, powerful vibration, which is all wisdom included in it, in the light and in the sound. Then we know we progress. Tức là có người hỏi làm sao mình tu hành mà mình biết rằng mình tiến bộ hay không? Sư phụ nói rằng nếu mình tu một thời gian hoặc là ít ngày gì đó mà mình thấy có được Phật quang, nghe được Phật âm thanh mỹ miều của Phật mà dạy dỗ cho mình, thấy được những cái ánh sáng của Phật để mà mình sáng suốt thêm. À, đó là một trong những cái signal là sao hả? Cái dấu hiệu để cho mình biết rằng mình tu hành có tiến bộ. Còn những dấu hiệu khác thì cũng nhiều, nhưng mà sư phụ đơn cử ra cái dấu hiệu quan trọng là như thế này. Thí dụ mình tu pháp đó, sau này mình cảm thấy rằng mình càng ngày càng bình thản, càng bình an đó. À, và càng cảm thấy độ lượng, càng cảm thấy thương yêu những người khác, càng cảm thấy có lòng từ bi, cái đó là cái điều quan trọng, biết rằng mình đã tiến bộ. Bởi vì mình biết rằng mình đã gần gũi Phật Bồ Tát, gần gũi Phật Trời. Bởi vì Phật Trời có những đức tính đó, khoan dung, độ lượng, hỷ xả, từ bi, thương yêu mọi loài. Thành là cái lúc đó mình thấy rằng người ta chửi bới mình không cảm thấy gì bực bội nữa, mình cảm thấy còn thương hại những người đó, cầu nguyện cho người đó mau giác ngộ. Hoặc là mình không cảm thấy bực bội như hồi xưa nữa. Những cái chuyện phiền não hồi xưa nó nhẹ bớt cái sự đè ép trong tâm hồn của mình. Đó là mình biết mình tiến bộ. Okay. How have you incorporated your Catholic upbringing into your belief? There's no need to incorporate. They both are one.
all the say the same truth. There's no need to incorporate. Both are one. There's no need to be any Catholicism, no need to be Buddhism. There's just be truth. Yeah? Tại sao hỏi tiếng Mỹ này mấy người Mỹ hả? Hỏi rằng tại sao làm sao sư phụ hòa đồng cái sự giáo lý của Thiên Chúa giáo và trong cái niềm tin của sư phụ. Sư phụ nói khỏi cần phải hòa đồng gì hết, nó vốn là đồng một cái. Lẽ ra không nên có Thiên Chúa giáo và Phật giáo mà chỉ có một chân lý mà thôi. Thành ra sư phụ cũng thấy gì phải hòa đồng với nó mới công hết chưa? Tự nhiên nó như vậy. Ok, khỏi làm việc. It's easy. There's no work to do. No work. No incorporating work. Can you please tell me more about the initiation you give to us? About how to honor this form you are? Teach us, please. How to honor this point? This form you this are... This form of teaching. Ah, yes, I see. The initiation is actually a non-initiation. Because at the time of initiation, I do not talk to you. I do not do anything to you. You just sit there and I sit there quietly. And in silence, we will understand who we are. And we will see the light and we will hear the sound of God. Or we call it Buddha nature, or our real nature. The initiation means the Buddha in me talks to the Buddha in you. Or the God inside me, within me, communicates with the God within you. And it has nothing to do with our physical understanding or our intellectual reasoning. It just happens without any doing on our part. So the initiation takes place in a higher plane of consciousness. Therefore, it seems like no initiation on the physical level. Therefore, it is difficult to explain how it is done in our physical language. Therefore, it is often mentioned that Zen doesn't need words, or that the process of initiation is outside of any scriptures. But should we want to describe it, then we can use the experiences of the ancient practitioners. For example, as you are very familiar to the Christian Bible, I would cite a few verses for you for your information. Yes. For example, when Moses met God, a so-called God, he say something like, I am that I am. Yeah? He didn't say, I am God, I am what, I am love, I am whatever, I am that I am. That is the truth. And when we experience the enlightening moment, sometimes we hear that too. It sounds like, Om, I am that I am. Yeah? Understand? It sounds very similar to that. And then also, Moses saw God appear like a flame, you know, great flame. It means light, blazing light. And also in other places in the scriptures, it is mentioned that God's voice sounds like many water, like the sound of thunder, etc. And Saint John, when he was on the second heaven or something, he heard the sound of trumpet. So these indicates that when God manifested to us, it would be known as sound and light alone. There's no figure involved, no long beard, no stern face or beautiful face. The nature of all things are light and vibration. Vibration is also light, just a little bit different degree. Just like water and ice are the same substance, just different manifestation. Yeah.
So light and sound is the manifestation of God. And in light, in sound, we have great wisdom. If we see light, we hear sound, we become wiser each day, more compassionate, and we have everything. That is the so-called kingdom of God. That's why it is a seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. Now, at the time of initiation, I cannot tell you how is the initiation or what it is. It's just that you will have these kind of experiences, which mentioned in the Christian Bible and the Buddhist Bible and the Hindu Bible and even the Quran and other main religions of the world. You have the experience that the past master had, that all the ancient practitioners had. That is the result of initiation. But how the initiation took place, that is out of our language ability of description. Understand now? Yeah? Or not? Did you hear me? Yeah? You didn't unplug the huh? Did you hear my English anyhow? Yeah? Oh, yes. But did you understand? Or is that enough? Yeah. Because the initiation cannot be described. I can only tell you what the result thereof. That is what the initiation for, yeah? So that we can get contact directly with God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if we are in contact with the Word, we are in contact with God. Understand? 2 and 2 make 4. That's what the initiation is for. But what the initiation and how it's done is in the other kind of language. You will experience it only. Yeah, and it's nothing to say. Once the cake is baked and give it to you, you just eat it. Yeah, why should I sit there and describe it when you could just eat? And anyhow, it's inadequate when we describe how the cake is. It tastes different than what we say. Có hiểu không? Hiểu không? Có người hiểu, có người không hả? Muốn dịch không? Bác Ngọc chắc đầu hàng hả? Nói dài quá. Dạ, dài quá sư phụ. Dài quá ha. Dạ, sư phụ dịch dùm. uống rượu. Uống rượu lạnh, uống nước lạnh. Chút xíu ha. Sư phụ nói nhiều quá mà mệt chứ không có gì. Người thường mà nói kiểu sư phụ vậy là chắc là cũng cũng xỉu quá. Ngày nọ qua ngày kia. Mới hôm qua nói ở Colorado cả ngày. Rồi hôm kia nói ở đâu đó cả đêm. Lại đây cái vô nghỉ dài 3 tiếng đồng hồ mới xuống máy bay. Rồi nói một chuyện một hồi nữa. Mấy người đồng tu ngủ một ít rồi lại đây nói nữa. Rồi lát nữa chuyện tao mắng nói nữa. Chuyện tao mắng xong rồi nói tiếp rồi. Ra tới phi trường tiễn đưa nói tiếp nữa. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy ha, sư phụ giảng đại khái thôi. Cái vị đó hỏi rằng truyền tâm ấn này như thế nào? Rồi vị đó làm sao mà có thể tôn kính cái pháp của sư phụ dạy mà tiếp tục tu hành? Thì sư phụ nói rằng cái sự truyền tâm ấn á, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được cho nó đầy đủ. Chỉ dùng cái Phật, ông Phật của mình á, nói chuyện, hai ông Phật nói chuyện với nhau thôi. Rồi hai trong cái lúc cho nên trong lúc truyền tâm ấn đó, sư phụ không có nói chuyện gì hết mà ngồi im lặng, quý vị cũng ngồi im lặng thôi, bất kỳ là sư phụ ngồi ở đâu. Hoặc là im lặng không im, sư phụ có thể đi ngoài nói chuyện, đi shopping hoặc là đi ăn pizza, quý vị ngồi đây im lặng, sư phụ cũng truyền tâm ấn được như thường. Thành gì? Thành trụ, tọa, ngọa ha? À, đều là thiền hết. Đó là những khi nào mình đã thành cái mình đã vượt được cái tới được cái bậc đó rồi, không cần phải ngồi im lặng mà truyền tâm ấn được. Nhưng mà quý vị phải ngồi im lặng. Nhưng mà trong lúc quý vị ngồi, sư phụ ngồi đây thì sư phụ cũng phải ngồi im lặng rồi, chứ không lẽ sư phụ ngồi đây hát sao? Phá rối trật tự của quý vị. Nhưng mà sư phụ hát quý vị cũng được truyền tâm ấn như thường. Sư phụ làm cái chi đi nữa, sư phụ không có ở đây mà sư phụ muốn truyền tâm ấn cho quý vị cũng được như thường. Nhưng mà quý vị phải biết cái cách ngồi sao vậy đó, rồi biết những cái tầng lớp nó như thế nào, rồi mình đi qua thì mình thấy những cái gì, rồi mình biết mình ở đâu vậy đó, rồi tới đâu thì mới tới nhà, hay chưa? Nó có những cái cây số nó như thế nào, có những cái dấu hiệu như thế nào để mình biết mình gần tới nhà, vậy thôi. Những cái đó phải giải thích cho quý vị biết, chứ không phải truyền tâm ấn là dùng ngôn ngữ mà không phải sư phụ phải ngồi đây, hay chưa?
Sư phụ phải ngồi đây mà truyền thôi, nói gì nữa, con kêu minh sư làm gì cho nó mệt chứ. Minh sư ở đâu cũng có hết, khỏi cần ngồi đây mới truyền được. Nhưng mà cái lúc truyền thì phải nói cho quý vị biết những cái sự nguy hiểm trong sự tu hành, làm sao mà tránh, gặp ma thì làm sao, biết cảnh nào là cảnh thiệt, biết cảnh nào là cảnh giả, những cái đó phải nói, hiểu chưa? Chứ không phải nói là truyền tâm ấn. Chứ khi truyền tâm ấn quý vị ngồi im, sư phụ không nói gì với quý vị hết, mà cái Phật tâm của quý vị nghe cái Phật tâm của sư phụ nói chuyện mà thôi. Đó là những cái sự nó huyền bí ở trên những cảnh giới cao với nhau, chứ không phải cái xác thân phàm này mà thọ tâm ấn, không phải cái đầu óc phàm phu của mình thọ tâm ấn, hiểu chưa? Cái Phật tánh của mình sống vậy, nghe lời chỉ thị của Phật sống khác, rồi bắt đầu làm việc. Chứ hồi đó giờ ngủ mấy ngàn năm rồi, bây giờ đúng lúc phải thức dậy đi làm việc, phải chịu trách nhiệm với thế giới, hiểu chưa? Đại khái nó là như vậy. Mình đã học hỏi nhiều rồi, mình đã làm con nít lâu rồi, bây giờ phải lớn khôn, phải đứng dậy lãnh trách nhiệm, làm Phật đặng cho người ta cầu nguyện để che chở cho những người trẻ khác, những linh hồn trẻ khác, chứ không phải ngồi đó mà cứ cầu hoài, cầu với Phật hoài. Mình phải làm Phật một thời gian nào đó, mình phải làm Phật. Cũng như mình nhỏ thì cha mẹ tắm rửa cho mình, đút cơm cho mình ăn, như bây giờ mình lớn rồi mình phải chăm sóc cho em út của mình hoặc là con gái của mình bây giờ, hiểu chưa? Này là những người nào đúng tuổi trưởng thành rồi mới đi theo sư phụ được. Thành ra những người khác sư phụ khỏi cần. Biết người nào chưa đủ mà em cũng đâu phải sư phụ ham đệ tử đâu. Người nào họ thành niên rồi họ vô chưa? Đại khái nó là như vậy. Thì cái truyền tâm ấn là nó như vậy đó. Sư phụ không thể nói được cái sự truyền tâm ấn nó như thế nào, làm sao truyền. Sư phụ chỉ nói cái kết quả của nó mà thôi. Thí dụ như lúc truyền tâm ấn thì mình nghe được những tiếng phạm âm, hải triều âm như trong kinh Pháp Hoa có nói đó, hoặc là nghe những âm thanh kỳ diệu, những ánh sáng, thấy những ánh sáng kỳ diệu như trong kinh Lăng Nghiêm có nói đó, hay là những kinh khác có nói rất nhiều. Đại khái nó là như vậy. Sư phụ chỉ nói thành quả của sự truyền tâm ấn mà thôi. Nhưng mà cái lúc truyền tâm ấn sư phụ không có dùng cách gì hết, không có làm gì hết, mà không có nói gì hết. Sư phụ cũng không cần phải ở đây nữa. Ta có thể đi ra shopping hoặc là đi về nhà nghỉ hoặc là đi ăn cơm, tất cả đều được hết. Tại cái Phật tâm của sư phụ có không cần cái dùng cái thân thể này, nhưng mà cái thân thể này là tại để cho quý vị coi, để cho quý vị thấy, quý vị nghe lời sư phụ nói mà thôi, rồi giới thiệu cái Phật tâm của quý vị là quý vị có Phật tâm đó, rồi quý vị có muốn hiểu cái Phật tâm của mình không. Thí dụ quý vị nói hiểu thì sư phụ nói rồi, ta truyền tâm ấn cho là biết liền. Là phải dùng cái ngôn ngữ mà nói rằng truyền tâm ấn, chứ thật ra không có cái sự truyền tâm ấn ở cái cõi này, mà nó chỉ phát hiện, nó chỉ xảy ra cái cõi trên thôi, mà mình không hiểu được, cái đầu óc mình không thấy được, nhưng mà mình cảm nhận được, mình thấy được hào quang, mình nghe được âm thanh của Phật, rồi càng ngày mình càng tiến bộ hoài. Mình càng hiểu rộng biết nhiều, mình càng thương yêu, mình càng gần gũi cái Phật tánh, cái Phật trời của mình. Cho nên đó là cái sự truyền tâm ấn, đại khái nó là như vậy, ok? Thưa sư phụ, câu hỏi kế tiếp gồm có 3 câu. Câu thứ nhất, thưa sư phụ, người ăn trường chay có cần phải quán triệt về thuyết dinh dưỡng theo quân bình âm dương không? Nếu mà rảnh thì có thể quán được, còn không có gì ăn nấy cho nó khỏe, niệm Phật vô rồi niệm Phật rồi ăn cái gì nó cũng bổ. Còn bây giờ quý vị thấy ở ngoài đời người ta đâu có tu hành nữa, như ăn quá trời đủ thứ bổ hết, một ngày bao nhiêu calorie, bao nhiêu protein mà rồi cũng bệnh nằm đầy trong nhà thương trong á, thấy không? Sư phụ nghĩ rằng á, ăn cái gì mà mình có niềm tin á thì nó sẽ tiêu hóa lẹ. Cái Phật trời chứng giám ở trong á, có hào quang sáng suốt của đấng tối cao chiếu giáo chiếu dịu ở trong á, mình ăn vô nó bổ, âm dương hòa hợp ở trong á nó bổ. Mình ăn thì cũng tầm thường thôi, đậu hũ, mì căn, những chất có dinh dưỡng, đậu này cái đủ rồi. Việt Nam mình ăn đủ bổ rồi, trời ăn quá sức bổ rồi, ăn mà ăn hết cả nước cả non luôn còn đòi gì nữa. Bổ lắm rồi, ok. Câu hỏi kế tiếp là làm thế nào để chọn đúng thực phẩm ăn chay để giữ quân bình cho sức khỏe, có thể làm công việc nặng nhọc hàng ngày? Thì ăn cho nhiều đậu hũ vô, ăn gạo lứt vô, thêm muối mè vô, thêm đậu phộng vô, thêm đậu đen vô, đậu trắng vô, đậu xanh. Cái nồi cơm á trộn đủ thứ đậu vô đó, thì thế nào nó cũng đậu. Không đậu này đậu kia chứ.
trời ơi, tu mà cứ lo ăn không à. Này đậu gì vậy à? Cái này tu đậu chứ đâu phải tu đạo đâu. Đậu á, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu vàng á. Hồi xưa có một cái ông á, ông muốn đi ông muốn đi tìm đạo mà à, ông muốn đi tìm đạo à, ông đi hết núi này non kia, ông kiếm cho ra minh sư á. Rồi ông đi tới mệt quá rồi, cái hồi xưa minh sư khó tìm mà, chứ không biết cái sự mà truyền thông nó hơi khó khăn đó. Hay là người nào tu người biết cũng khó có biết mà truyền, như bây giờ có truyền hình, có báo này kia, nó nói nó lẹ hơn chứ, có máy bay rồi đi nó lẹ rồi. Không đi tìm hoài, có ngày kia ông mệt quá, ông tới cái chỗ núi kia có một ông yoga đó, phải yoga, ông kêu ông yoga phải không, Việt Nam nói tiếng gì hả, yoga à, ông vị đó yoga. Thấy ông treo một cái cẳng ổng lên trên cái cây á, còn toàn thân ổng thì cái gì gì trộn ngược xuống dưới á. Không kêu nói à, dạ thưa ngài làm cái chi vậy. Cái ông yoga đó nói, tôi muốn gần Thượng Đế mà, tôi tu à. Cái ông kêu nó, ồ tu vậy gần Thượng Đế đó hả, phải treo cẳng lên vậy đó hả à. Ông kêu nói chứ sao à. Cái ông kêu lật đật đi kiếm cỏ, kiếm dây leo rồi đó, bệnh lại là một cái dây treo lên liền, treo cẳng lên liền. Nó, tôi cũng muốn đi tìm Thượng Đế đây, nếu mà treo cẳng lên tìm Thượng Đế tôi treo liền. Cái đó không có cây nào nữa, chỉ có cần cây gần cái bờ sông đó thôi. Rồi ổng treo cái dây thừng mà ổng mới bệnh mà ẩu tả nó bệnh lên. Ổng lật đật quá mà, bệnh đại treo lên. Cái ông yêu nói trời ơi, ta treo bằng cái dây sắt nó mới an toàn, chứ anh treo cái kiểu này là rớt xuống chết liền á. Cái cây cỏ mà cái anh mà mập như vậy mà anh treo lên là anh rớt xuống, rồi rớt xuống sông là chết luôn, sao chết chìm mà sao. Cái ông kêu nói tại sao phải treo bằng dây xích, treo bằng dây nào cũng dây chứ hả, anh không phải nó treo lên cái gặp Thượng Đế liền sao. Còn nó đồn có, tôi treo 20 năm nay chưa có gặp được. À chưa hết, vỗ tay bậy rồi. Rồi cái anh chàng kia nói thôi tôi không có thì giờ đâu mà đợi mà đi kiếm dây sắt đâu, bây giờ đợi kiếm dây sắt biết tới chừng nào nữa, thôi treo đại lên chết kệ, chết mà kệ, gặp Thượng Đế là được rồi. Ông treo lên liền, treo lên đứt cái rụp, Thượng Đế lại đỡ liền. Đỡ rồi cái đem xuống. Cái ông yoga kia ông tức quá, ông nói tại sao ngài không công bình, tôi treo 20 năm mà ngài chưa cho thấy tôi thấy mặt lần nào hết. Cái tên này nó treo mới có một giây đồng hồ nó rớt xuống, ngài lại đỡ liền, là cái nghĩa như thế nào, như thế là thế nào. Cái Thượng Đế nói, nhà ngươi đâu có lòng tin tưởng tuyệt đối nơi ta, mà biểu ta phải hiện ra cho nhà ngươi coi. Nhà ngươi treo rồi còn sợ rớt xuống, hỏng ta không lại, cho nên là như treo bằng cái dây sắt. Còn tên này nó thành tâm quá à, nó không nghĩ ngợi gì, nó không cứ màng cái đời sống nó nữa. Nó nghe nói treo gặp Thượng Đế, nó lấy cỏ, nó bệnh, nó treo lên liền, nó chết, nó cũng chết nữa. Thành ra ta phải cứu nó, ta phải hiện ra cho nó coi chứ. Nó thành tâm tới mức còn nhà ngươi không thành tâm, thành tâm đâu một nửa, ta còn sợ, còn sợ Thượng Đế không lại, ta phải treo bằng dây sắt. Có hiểu chưa? Câu hỏi chốt trong câu ăn hỏi này. Ăn chay là để cho nó giúp cái thân thể mình trong lúc tạm thời để mà tu hành, chứ đâu có ăn mà ngủ đâu mà nghĩ tới đủ thứ bổ, rồi có người làm giả gà, giả phở, rồi đủ thứ hết trơn trời á. Hả? Vậy rồi hỏi sao tôi thu hoài, không được gì hết. Tại mình cái thành tâm mình không đủ. Mình thành tâm mà mình còn đầu óc nhiều quá thì còn tính toán như là thương mại á chứ. À, thành tâm chưa tới mức mà như con nít, hiểu chưa? Chưa tới mức như trẻ thơ, hiểu chưa? Chưa tới một cách vô cùng trong sạch, vô cùng thuần khiết. Cho nên mình tu nó khó là vậy. Chứ không phải Thượng Đế Phật Trời gắt gỏng hay là cái gì nó nghiêm khắc với mình, hoặc là quá không có từ bi không để cho mình thấy. Tại vì nhất thiết vi tâm tạo, hiểu chưa? À, mình phải có cái tâm của mình trong sạch, tâm của mình thuần khiết, thì cái sự tu hành của mình nó cũng thuần khiết, nó lẹ làng, có bấy nhiêu đó thôi. Cái mật mã, cái bí mật nhà nghề có bấy nhiêu đó à.
mà cái này không có truyền cho nhau được. Có là có, không là không thôi. Cái lòng thành của mình nó có là tự nhiên nó có, không có thôi không chịu à. Chứ không có cái này sư phụ không có cho được. Chứ nó tự quý vị phải nuôi dưỡng lấy, phải tự tự biết mình cái lòng thành bao nhiêu. Dạ, kính thưa sư phụ, chương trình theo chương trình thì 1 giờ đã chấm dứt, mà bây giờ 1 giờ 15 rồi và mình còn dành thì giờ cho buổi thuyết pháp tới trường Đàm Mắng nữa, thì xin sư phụ quyết định. Để mấy câu hỏi là đây. Quý vị đọc lâu quá đi. Có nhiêu đây hả? À, còn nữa không? Còn nhiều nữa. Đâu đưa hết đây coi. Coi câu nào hay là đọc lên nha. Mấy câu này dở thôi đừng giận nha. Tại họ hỏi câu lui có mà dinh dưỡng hoài mệt quá. Làm thế nào cho tâm được thanh tịnh mà không còn nóng giận nữa thì phải tu. Tu phép Quan Âm, ăn chay. Kính thưa sư phụ, dạ tại sao mỗi khi con thấy những con thú vật con cảm thấy rất sợ khi nó lại gần con và con chạy đi chỗ khác? Tại vì hồi trước giờ ăn nó hoài rồi. Chưa gần rồi đã thấy cái khí phận thù hận nó bốc ra, nó muốn lại nó cũng nuốt mình xuống, thì mình sợ chứ sao. Chứ sư phụ thấy mấy con vật đâu có sợ, chỉ trừ khi nó giỡn quá độ, sư phụ không có muốn, không có muốn bị nó giỡn, nó cạo, nó cấu luôn chơi đó, mấy con mèo, con chó này, thành sư phụ không muốn vậy thôi chứ không có sợ gì. Hồi xưa sư phụ chưa có đi xuất gia đó, cái nhà của sư phụ đầy con súc vật hết á. Mỗi bữa sư phụ nấu cho nó, trước khi đi làm nó nấu một chảo đồ ăn lớn á, toàn đồ chay không à. Mà những con nhím, con chim, con chuột, con sóc rồi đó, nó tới nó ăn chung với nhau làm đầy, làm như cái sở thú mà á. À, chim ăn chung với nhím, nhím ăn chung với chuột, chuột ăn chung với con sóc, rồi có những con vật khác mà nó giữ đó, thì con nhím nó cũng giữ lắm nha. Họ hôm qua sư phụ đi Colorado đó, ông mà ông Mỹ mà truyền Tâm Ấn đó, ông nói hồi xưa ông có nuôi chó đó, tại vì hồi lúc chưa gặp sư phụ thì có nuôi chó, ông nói sau này không nuôi nữa, nhưng mà giờ lỡ nuôi phải nuôi luôn. Con nhím nó bắn mấy con chó ấy trúng vô đầu á, nó dùng cái lông nhím nó bắn nó trúng mấy con chó, nó hồi xưa bị bắn mấy lần. Nhưng mà sư phụ nó đâu có bắn sư phụ đâu. À, mỗi ngày sư phụ nấu đồ ăn cho nó lại nó ăn quá trời quá đất. Ban đầu thì 3-4 con, sau nó đi kêu tới trời cả dòng cả họ, anh em bà con đâu, tỉnh nào đâu cũng kêu. Đông quá trời sư phụ nấu hoài nó không kịp. Mà nó đâu có bắn gì đâu. Hiền quá trời sư phụ lại rờ nó cũng cho rờ nữa. À, rồi bữa hôm trước sư phụ đi nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc hả? Chưa có nói đó, đi ra ở ngoài còn đi tới đi lui đi dạo đó, đặng người ta kiểm soát đồ đạc đó, an ninh đó, người ta kiểm soát mày đem máy đồ vô này kia, đem đồ ăn này vô cho hẳn. Hồi đó giờ không có ai dám đem đồ ăn trong Liên Hiệp Quốc hết. Sau bữa đó sư phụ đem đồ ăn vô họ ăn quá trời. Tại họ kiểm soát á, sư phụ đi tới đi lui ở ngoài cái đường mát cái chơi đó, có con sóc nó mới thấy sư phụ lại, nó lật đật nó chạy lại liền, nó chạy lại nó ngửi cái chân của sư phụ á. À, rồi cái mấy ông thầy tu đi theo sư phụ đó, ông thấy mừng quá la ông sùm lên, nó chạy mất. Rồi lát mấy vị kia đi rồi nó chạy lại nữa, sư phụ kêu nó lại cái nó lại liền à. Mấy người kia kêu nó đâu có lại, nó tại mình chứ mấy con vật nó đâu có giữ. Tại mình giữ. Master, I am studying the yoga teaching of Paramahansa Yogananda to take initiation from you and pursue enlightenment under your guidance. Would that be a waste of my time and yours? A bit like trying to take two different roads to the same city. Or would it be helpful? If you have studied with Yogananda, Paramahansa, you don't need to study with me. You can follow your own path, okay? If you follow one path at a time only, you should not do both, all right? And some people, even they follow the same path, but after their master died, they would have liked to have a physical contact with another physical master. At the same time, still worship and remember their past master. Some people need that. If they think they need it, they could follow. If not, no need, because the master just leave the physical body not long ago. He doesn't die. He will not leave you. He will take care of you all the same. But in case you do not feel the real fulfillment and you need a physical contact with a living master, you may follow. Yeah? Okay? Either way, it's okay. It's up to you. Có người hỏi rằng hồi xưa theo học một phương pháp yoga đó, thầy của họ chết rồi đó,
Nhưng mà họ muốn, họ vẫn tin cái pháp của họ. Thì có, nếu đi theo sư phụ vậy có uổng hay không, có lãng phí thời giờ hay không? Sư phụ nói lãng phí thì không có lãng phí. Tại vì nhiều người, nếu thầy của họ mà mất đi rồi, nhiều khi họ cũng cảm thấy thiếu thốn một cái sự gần gũi của thầy trò, nó họ thêm một con thầy nữa, nhưng mà trong lòng mình vẫn còn tôn kính thầy quá khứ của mình. Cái đó đâu có sao. Nhưng mà nếu cảm thấy rằng thầy quá khứ của mình vẫn còn che chở, đùm bọc cho mình, thì khỏi cần đi theo sư phụ.